Xin chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cái bài thí nghiệm VLSI do bộ môn kỹ thuật máy tính đảm nhiệm và tôi là giáo viên Nguyễn Tuấn Anh. Ở trong cái bài này thì có mục đích thí nghiệm đó là giúp sinh viên củng cố được các kiến thức về lập trình thiết kế ở trên cái nền vi mạch là FPGA, đồng thời tiếp cận với một môi trường thiết kế chuyên nghiệp là Altium Designer nhằm thiết kế phù hợp với cái module này. Thứ hai là giúp sinh viên chuyển đổi tư duy từ kiến thức lý thuyết tiếp cận với thực tế. Và cuối cùng là giúp cho các bạn hiểu rõ được thí nghiệm là một bộ phận của người làm công tác khoa học kỹ thuật. Thì cái việc mà thí nghiệm VLSI sẽ theo cái buổi hôm nay sẽ theo từng bước như sau. Bước thứ nhất là các bài toán sinh viên sẽ làm để viết báo cáo là cái gì. Ở đây tôi đưa ra yêu cầu với các bạn trước. Thì đây, như các bạn thấy ở trên đây, các cái bài toán mà sinh viên cần phải làm ấy sẽ được thể hiện ở trên cái module nanobot này. Và trạng thái của cái mỗi trạng thái của led khác nhau này sẽ là một bài để các bạn viết trong báo cáo. Đấy, bây giờ giả sử các bạn chưa biết cách làm như thế nào, nhưng đây chính là cái mà các bạn sẽ phải làm để viết báo cáo, coi như nó là một cái bài tập chuẩn bị trước ở nhà. Đấy, các bạn thấy đây là dịch led sang trái sang phải, led nháy từ ngoài vào, led nháy từ ngoài vào và led nháy từ trong ra. Ở đây trên này tôi đang mô tả kết quả cho các bạn trước để các bạn biết là mình cần phải làm. Đấy, nháy led hai bên. Đấy, thì những cái bài dễ nhất trên nền tảng FPGA thì tôi đã đưa ra đây rồi. Cái thứ hai là tôi mới bắt đầu chúng ta mới đi là mục đích của bài thí nghiệm hôm nay là gì. Tại sao tôi lại giới thiệu cho các bạn cái ví dụ kia và mục đích bài thí nghiệm hôm nay là gì? Tiếp theo là giới thiệu về phần cứng nanobot 2 trên cái nền phần cứng nanobot 2 này. Và thứ ba là giới thiệu về phần mềm Altium Designer. Tôi chỉ giới thiệu chung chung thôi. Còn cái phần mềm này nó rất là nhiều phần. Và bước cuối cùng là các bước thực hiện và kết quả của cái clip bài thí nghiệm hôm nay. Và cái mục đích của bài thí nghiệm hôm nay ấy, thì tôi minh họa bởi cái hình trạng thái của các cái led trên cái hình dưới đây. Và cái bit ấy là bit 7654321 thể hiện cho cái led ở trên này có 8 led đơn. Thì ở đây tôi thể hiện là bằng 8 bit là 7654321. Và ở đây tôi ẩn đi là 7654321 nhưng mà có cái dấu phẩy bên trên và nó mờ mờ đi. Đó là cái trạng thái ẩn đằng sau. Các cái trạng thái là 1, 2, 3 đến 16. Thì trạng thái thứ nhất là 000, rồi bit 1 cứ lan dần từ bên phải sang bên trái này chẳng hạn. Cứ bit 1 cứ lan dần từ bên phải sang bên trái. Đấy, thì mục đích là như thế. Đây người ta còn gọi là bộ đếm bằng xoắn. Thì chúng ta sẽ thực hiện bài này như thế nào? Thì đã có cái cuốn báo cáo thí nghiệm. Trong cuốn báo cáo thí nghiệm đó nêu lên từng bước thực hiện cái bài này rồi. Và cũng đã đưa ra sơ đồ. Đây là cái bài, cái sơ đồ mà chúng ta cần phải thực hiện. Thì tôi có thể giới thiệu qua với các bạn trên sơ đồ này là có các cái đầu vào là thiết bị ngoại vi, và có các cái đầu ra là thể hiện trên nền led đơn. Trong này toàn bộ cái phần mạch ở trong này là cái phần mà chúng ta thiết kế trên cái bo nanobot 2. Như vậy thì để thiết kế được cái này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn là phần cứng là gồm có những gì, phần mềm gồm có những gì. Thì cái bước giới thiệu, chúng ta có cái mục đích như vậy rồi, tức là chúng ta làm một bộ đếm vòng xoắn thể hiện trên cái led đơn và thể hiện bằng nút bấm, có thể hiện chạy qua trái, chạy phải, có dừng. Vậy thì ở trên đây là cái module nanobot 2. Module nanobot 2 này
là của hãng Altium Designer. Trên này ghi nanobot. Ở trên này thì cái main tổng thể là gắn các cái daughterbot. Trên cái chính giữa của cái nanobot 2 là được gắn nano daughterbot, và trên cái daughterbot này đã được gắn sẵn cái FPJ rồi. Ví dụ như trên cái bo này hiện nay đang là Xining, chúng ta đọc ở đây Xining Spartan 3 thì chúng ta sẽ đọc kỹ ở sâu ở trong này chúng ta sẽ thấy. Và mỗi một cái module nanobot 2 được cung cấp cho chúng ta thêm nhiều cái nanobot khác, cái daughterbot khác. Và cái daughterbot này là daughterbot hoàn thiện do Altium phát triển. Và chúng ta nếu muốn lập trình cho FPJ khác nhau, chúng ta chỉ việc rút cái daughterbot này ra, cắm cái daughterbot khác vào là xong. Như trên tay tôi cầm đây là daughterbot này là của Antera Cyclone, và cái daughterbot này là của Xilinx Vertex 4. Còn cái daughterbot nằm trên bo đây là Xilinx Spartan 3. Và chúng ta sẽ dùng cái daughterbot là Xilinx Spartan 3 để chúng ta thực hành thí nghiệm. Trên này thì tôi giới thiệu các bạn về các cái module vào ra như sau. Ở đây như các bạn nhìn rõ nhất là đang nhấp nháy đây là chính là module 8 cái led đơn. Cái thứ hai là cái dãy 5 cái nút bấm tương tác, gọi là user button. Và cái chỗ này là 8 công tắc gọi là deep switch. Trên này là một cái màn hình cảm ứng. Phía bên trên này là cái các cái khe truyền thông ra ngoài dãy S232 hoặc là EIA 574, hoặc là đây là CAN hoặc là DS102. Trên phía bên trên này là đây là cái công tắc bật nguồn. Đấy. Đây hai cái đầu này vào là hai cái đầu cắm nguồn được nối song song với nhau. Hai cái module này là hai cái module để cắm chuột vào bàn phím máy tính. Và phía bên trên này là phía đầu vào cái daughterbot tương tác với cả video. Thì ở đây là VGA 24 bit cắm lên màn hình máy tính. Trên này là ba cái khe cắm composite video, video là dùng tương tác với máy quay video hoặc là đầu ra của cái bộ thu hình. Phía đây là cái giao diện S video. Còn phía bên dưới này là volume cho cái loa. Ở phía bên dưới cái này là chúng ta có hai cái loa. Và ở đây là cái module SD, bộ nhớ SD MMC, hoặc là các cái bộ nhớ khác, ví dụ như là ổ cứng, cắm ổ cứng máy tính 3,5 inch ATA. Đây là 2,5 inch ATA do ổ máy tính sách tay. Còn đây là 1,8 inch ATA. Trên này cũng có một cái module khác nữa là cái module giao tiếp Ethernet IRDA hoặc là USB 2.0. Phía bên dưới này thì có cái cổng là user header A và B. Thì hai cái cổng này là để giao tiếp với thế giới thực bên ngoài mà các bạn muốn. Cái giả sử như các bạn có một cái module bên ngoài các bạn cắm vào đây. Đấy thì chúng ta sẽ cắm qua hai cái này. Và cái chỗ này là cái ADDA. Còn phía bên này là cái khe JTAG để nạp cho nạp cứng cho cái FPGA. Nhưng ở đây chúng ta đã có cái cổng USB ở đây rồi là để thí nghiệm. Do vậy trên module thí nghiệm chúng ta chỉ cần cắm một là giác nguồn, hai là giác USB là xong. Như vậy đây chúng ta đã có phần cứng hoàn thiện. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về phần mềm. Phần mềm chúng ta dùng cái phần mềm là Altium Designer. Chúng ta phải cài hai phần mềm, đó là phần mềm Altium Designer là cái môi trường phát triển, và thứ hai là chúng ta phải cài cái phần mềm là ví dụ như các bạn lập trình FPGA là Xilinx Spartan thì các bạn phải cài cái phần mềm là Xilinx ISE lên.
Còn nếu như các bạn dùng cái Daughterbot của Antera thì các bạn phải cài cái phần cho Antera lên. Và trên cái môi trường này thì tôi giới thiệu với các bạn sơ qua là có cái chức năng ấy là tạo được các cái bố rách trên Antium Designer, có thể tạo được bố rách là làm về mạch in này, thiết kế mạch in này, thiết kế cái dự án về FPGA này, thiết kế cái dự án về core này, hoặc là thiết kế cái thư viện này, hoặc thiết kế cái dự án nhúng này, hoặc là script vân vân, thì trong này nó hỗ trợ cả. Môi trường này rất rộng và chúng ta dùng với chỉ dùng với FPGA. Do vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái phía bên trái này này là chúng ta cần biết những cái là phía bên trái này là cái quản lý project. Cái này là để chúng ta xem là project của chúng ta có file gì. Và phía ở giữa đây này là cái môi trường làm việc. Giả sử như tôi có một cái môi trường làm việc như này thì cái cửa sổ làm việc nó sẽ mở ra ở phía bên phải. Và có thể đó là dạng sơ đồ nguyên lý, hoặc có thể đó là dạng mã cốt lập trình vân vân. Thì chúng ta bắt tay vào cái phần là các bước thực hiện. Thì để thực hiện được cái bài này thì chúng ta dựa vào sơ đồ đây, thì chúng ta sẽ đầu tiên là lấy các cái đơn vị giao tiếp ở đây. Thì chúng ta có một cái nút reset này, một cái nút quay phải này, một cái nút quay trái này, một cái nút dừng này, và một cái clock đồng hồ này, rồi một cái dây 8 led này, và đấy là thiết bị ngoại vi. Còn bên trong này chúng ta sẽ lấy một cái linh kiện là O này, rồi invert này, hoặc là trigger và thanh ghi dịch. Để rõ hơn ấy, thì các bạn sẽ xem ở trong cái sơ đồ này, chúng ta sẽ lấy là cái test button đấy, nút bấm. Thứ hai là user 0, user 1, user 2 thì nó thể hiện đây, test button đây, user 0 đây, user 1 đây, user 2 đây đấy, ba cái user đây, test button đây, led đây đấy. Chúng ta lấy đầu vào đầu ra trước. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ là đưa ra một cái tần số. Ở trên cái bo này là có thể chạy được tần số là từ 6 cho đến 200 MHz. Nhưng thường thì tôi vẫn để là 75 MHz. Như vậy thì 75 MHz ấy là tần số thạch anh. Để chúng ta nhìn thấy cái trạng thái LED nó nhấp nháy dịch được thì tôi chia cái tần số này cho 256 ba lượt như vậy để đưa vào làm tần số chung. Như vậy thì các cái bước là chúng ta có sơ đồ rồi, sơ đồ này chúng ta có rồi. Như vậy các bước thực hiện như thế nào? Thì việc đầu tiên là chúng ta kết nối cái dây USB vào trong máy tính. Việc đầu tiên kết nối dây USB vào máy tính, sau đó bấm vào cái open the device viewpack để nó ra cái device, tức là cái thiết bị này này. Sau đó chúng ta bấm vào cái live đấy, chọn cái live thì ở bên đây nó có một cái dòng là nanobot ở đây là được rồi. Ở đây có những cái phiên bản thì có hình, nhưng có phiên bản của tôi thì lại không có hình, thế nhưng có cái ở đây là được rồi. Sau đó các bạn kích chuột phải vào cái vùng này này, chúng ta tưởng tượng ở đây là cái chính là cái nanobot đây. Các bạn kích chuột phải vào đây, config FPGA project, các bạn chọn new project. Sau đó chúng ta chọn vị trí để lưu vào ổ D chẳng hạn, tôi lưu vào ổ D chẳng hạn, tạo một thư mục là bộ đếm vòng xoắn. Và lưu thư mục là bộ đếm. Có một lưu ý như sau là tên của bộ dịch không được phép viết tách rời mà phải là viết liền nét. CV
Đấy, thì sau khi chúng ta làm cái bước như vậy thì nó sẽ tự động hiện cho chúng ta cái cửa sổ configuration của cái project này chính là các cái file constraint. Cái file constraint là file gì? File constraint là cái file mà chúng ta định nghĩa chân thế nào và chân thực ở đây là gì, thì tự động nó sẽ đồng bộ hai cái đấy với nhau để đưa ra các cái chính xác cái địa chỉ trên cái led này này. Đấy gọi là file constraint. Ok. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái file constraint nó đưa vào đã được đưa vào project rồi. Và project của chúng ta là bộ đếm. Và kích chuột phải vào cái bộ đếm này. Đã add new to project, chọn schematic. Ở đây cái cửa sổ này đưa ra là cái template mặc định của họ, tôi không thích, tôi có thể chỉnh lại. Project template tôi set tem file. Đấy. Cái template này chúng ta đã tạo trước để được cái template này như ý muốn. Tất nhiên là khi thí nghiệm thì các bạn có thể là không cần phải làm cái bước này. Sau đó chúng ta mới lấy linh kiện. Thì để lấy linh kiện được ấy, thì chúng ta phải vào cái library. Nếu như ở đây chưa cài các cái thư viện ở đây thì các bạn bấm vào install. Sau đó thì ở trong cái cửa sổ của FPGA ở đây. Đấy. Thì các bạn chọn, các bạn có thể chọn tất cả các cái này. Đấy. Thì khi mà đưa vào đây rồi thì các bạn coi như đã có thư viện. Và thư viện của chúng ta là thư viện là nanobot desktop. Do vậy nên cái thư viện vào ra là chúng ta dùng ở cái thư viện này. Nanobot 2 SDK. Bây giờ tôi lấy linh kiện. Thì tôi sẽ lấy thứ nhất là clockbot. Tôi để đây một chiếc. Thứ hai là yêu cái test. Các bạn có thể bấm vào đây và gõ chữ test button. Tôi để đây là thứ hai. Thứ ba tôi có cái user button. User button 1. Bấm user button 1. 2. Bấm user button 2. 3. Sau đó phía bên đây là đầu vào đầu ra, tôi để led. Led. Bấm vào led. Rồi, như vậy là phía đầu vào chúng ta đã có, so sánh với cả cái phía bên đầu vào đây, chúng ta có là test button rồi, switch user 0 rồi, 1, 2 rồi, clockbot rồi, đó, led rồi. Bây giờ chúng ta mới đi lấy các cái linh kiện ở bên trong. Các bạn sang cái phần là FPGA Generic. FPGA Generic. Thì bây giờ chúng ta biết lấy cái nào? Vậy chúng ta xem ở đây. Chúng ta lấy O2N2S, INV hoặc là FGC, FGKC, vân vân. Thì chúng ta nhìn cái tên này để chúng ta lấy. Bây giờ tôi lấy cái O, O2N. Bấm vào đây. O 2. O2 ở đây rồi. Và chúng ta lấy là linh kiện là O O2N2S. O2N2S đây. Lết vào. Sau đó chúng ta lấy một cái linh kiện là invert. INV đây, INV đây. 1 2 3 4. Chúng ta cần mấy ạ? 1 2 3 4 5 6. Như vậy chúng ta cần thêm hai cái nữa. Chúng ta có thể bấm vào tại vị trí của linh kiện. Ctrl C để copy. Sau đó Ctrl V để dán. Cũng được, không sao. Sau đó chúng ta lấy cái linh kiện là FGKC. FGKC.
Đấy, F, G, K, C. Chúng ta cần là 2. 2 chiếc. Đây, 2 chiếc đây rồi. Sau đó chúng ta lấy cái linh kiện là ship register 8 bit. Như vậy F, R, 8, C. Led B. F, R, 8, C. Led B. Đây. Chọn, chúng ta đặt vào đây. Sau đó chúng ta mới đi chúng ta còn thêm một linh kiện nữa, đó là cái bộ chia tần số. Bởi vì sao? Bởi vì tần số đây là 75 MHz mà LED ấy là yêu cầu là mắt người phải nhìn thấy. Do vậy nên chúng ta cần phải chia tần số để về cái tần số hợp lý. Tôi chia là CDIF 256, tức là tần số chia cho 256. Tôi lấy 3 linh kiện CDIF ở đây có rất nhiều. Chia 2, chia 3, chia 4, chia 5, chia 6, chia 7, chia 8, chia 9, chia 10, vân vân, chia đến 256. Ở đây có con số DC50, tức là 50%. Đấy, tôi nối vào đây 1, 2, 3 bộ. Xong. Như vậy linh kiện của tôi đã hết. Bây giờ tôi chỉ việc đi nối dây. Tôi cho gần lại một chút cho nó. Đấy. Thế bây giờ ở đây tại sao lại có cái dấu nháy 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 này? Bởi vì là chúng ta đặt tên linh kiện chúng nhau có toàn u hỏi chấm. Thì các bạn vào trong cái tool, xong là chọn For Anode On Schematic để đánh số lại tất cả các cái linh kiện. Có 13 linh kiện cần cập nhật, có thực hiện không thì có. Đây chúng ta nhìn thấy nó sẽ U4, U6, U5, U8 vân. Tiếp theo chúng ta đi, chúng ta nối dây. Thì ở đây chúng ta thấy là test button nối qua invert đưa thẳng vào chân L. Chúng ta cũng bên này cũng làm như vậy. Cho lùi xuống một chút. Test button chúng ta chỉ đưa gần lại là được. Nối qua invert. Sau đó đưa vào chân L. Rồi. Cái thứ hai là chân O. Chân O này được nối user 0 và user 1. Đầu ra nối vào chân G. Như vậy đây tôi cũng nối là chân O nối vào user 0, user 1, đầu ra nối vào chân G. Đấy. Tiếp theo là user 2 qua bộ đảo vào chân K. User 2 qua bộ đảo vào chân K. Rồi. Tiếp theo là cái bộ thứ hai là user 0, user 1 đều qua đảo, sau đó thì user 0 đưa vào chân K, còn user 1 đưa vào chân G. User 0 qua đảo, user 1 qua đảo. Đó. User 0 đưa vào chân K. User 0 đây, đưa vào chân K. User 1 đưa vào chân G. Đó. Xong bước thứ hai. Đó, sau đó chúng ta mình nối dây của cái đồng hồ vào, clock vào. Clock chúng ta nối vào đây. Hai bộ clock là giống nhau. Ở đây có chân clear.
clear như ở trên sơ đồ là clear không dùng, tức là chúng ta không bao giờ xóa trạng thái cả, mà chúng ta chỉ dùng clock thôi. Đó, chúng ta nối cái này vào map, xong sau đó nối đầu ra. Đầu ra thì các bạn thấy rằng đầu ra của chân quy đưa vào CE, quy trên đưa vào CE và quy dưới đưa vào LED. À, quy trên đưa vào CE, còn quy dưới đưa vào LED. Rồi, thế chân C này thì nối vào đâu? Chân C này chính là chân clock, lại nối vào bộ clock ở đây. Chân C nối vào clock. Rồi, chân clear này chúng ta cũng không dùng và chúng ta sẽ nối xuống mask. Đây các bạn nhìn rõ đây, chân clear ở đây cũng không dùng, nối mask. Mask đây, nối xuống mask xong. Sau đó chúng ta mới xử lý cái bộ đầu ra. Là đầu ra này chúng ta sẽ nối với LED. Đây, các bạn thấy đây, đầu ra đây nối với LED. Ở đây có một lưu ý là ở đây người ta đặt tên, đặt tên linh kiện, tên của đường dây để nhằm mục đích là trong cả cái gói này này là sẽ được đặt tên từ 7 về 0. Thì ở đây chúng ta nối vào đây, sau đó kéo ra, giữ căn trôn cái chuột kéo nó ra, sau đó đặt cái nét ở đây này, nét, chúng ta bấm phím tab và chúng ta gõ tên, tên nào thì do chúng ta tùy. Giả sử tôi để SQ tức là CA hay là dịch đi, dịch đi, thế sau đó là từ 7 về 0. Tại sao lại là từ 7 về 0? Là bởi vì ở cái bộ này đây cũng là 7 về 0, ở cái LED ấy cũng quy ước là 7 về 0 thì tên chúng ta phải quy ước là 7 về 0. Đó, sau đó để tạo được bộ đếm vòng xoắn ấy, thì chúng ta lại lấy đầu ra đảo đi để cho vào đầu vào. Đấy, lấy đầu coi như đầu vào đảo. Đấy, ở đây là cái D ấy, là data của bộ song song, vì nó là thanh ghi dịch bộ song song chúng ta không dùng nên cho xuống mát. Bấm phím cách trên bàn phím để quay linh kiện, sau đó thì chúng ta nối cái dây này vào. À, ở từ bớt ra thì nó có một cái đây. Đấy, từ bớt ra nó có một cái nhánh, dễ nhánh như này. Đấy, chúng ta tạo luôn hai nhánh. Đó, thì ở đây đường nào đảo, đường nào đảo thì ở đây là dịch. Nhưng vấn đề ở đây là một bit mà, cho nên chúng ta đây là cái dịch là dịch 0 và dịch là dịch 1. À, dịch 7, xin lỗi các bạn, là chúng ta dịch đầu thấp nhất và đầu cao nhất. Đấy, thì ở đây là ví dụ như là muốn nó quay vòng sang phía trái thì dịch 0 chúng ta đưa vào shift right input, còn dịch 7 đưa vào shift left input. Như vậy chúng ta ở đây là shift left input là đưa vào. Đấy, shift left input đưa vào dịch 7, shift right input đưa vào dịch 0. Đấy, mạch phần cứng đã xong. Sau đó chúng ta phải lưu ý rằng luôn luôn ghi lại trước. Đấy, ghi lại đây, giả sử bộ đếm. Đấy, cái file này chúng ta có thể đặt tên là có dấu cách được. Sau đó chúng ta dịch thử là vào vô giấy compiler document là bộ đếm sch.doc. Ở đây có cái message system message, chúng ta nhìn thấy là không có lỗi, là chúng ta đã vẽ thành công. Hoặc có cách khác là chúng ta nhìn không thấy cái có cái nào là dịch dịch đỏ đỏ ở đây,
sau đó các bạn mới đi vào trong cái bộ dây này, quay về bộ dây này, lưu nó lại, chuột phải C vào bộ dây lưu lại. Đấy. Và chuột phải vào bộ dây, sau đó comply bộ đếm, bộ dây bộ đếm này, này để dịch toàn bộ cái bộ dây này, vừa nãy chúng ta mới dịch nguyên cái file này thôi, bây giờ chúng ta dịch toàn bộ cái bộ đếm thì cả cái bộ đếm này cũng không có lỗi. Tiếp theo chúng ta cái khâu vẽ chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta nạp vào đây để cho nó chạy. Như vậy từ chúng ta lại vào cái là bộ, ở đây vì tôi mở nhiều cái bộ dây cho nên là nó có nhiều cái như này. Chúng ta chọn cái bộ đếm là chính như bộ vô dây của chúng ta, sau đó chúng ta bấm vào cái từng cái mục này nếu muốn, đó là dịch tổng hợp biên dịch. Đấy, biên dịch thì có là chuyển thiết kế, chuyển thiết kế sang dạng FPG và map ra bản đồ ra chân, chạy dây, rồi phân tích thời gian, rồi tạo cái bit file, rồi cuối cùng là nạp vào. Thì ở đây tôi làm luôn cái khâu là bấm luôn cuối cùng để vừa dịch, vừa tổng hợp, vừa xây dựng và vừa nạp. Tôi bấm luôn vào đây. Thì tí nữa kết quả bài toán sẽ hiện ra đây. Rồi cái bắt đầu dịch xong, tổng hợp. Các bạn có thể là quan sát là cái tiến trình đang ở đây. Đấy, đang sang trang SNES Design. Cái khâu này thì thường là nó hơn một tí. Rồi, xong trang SNES Design, bây giờ đến Map Design to FPGA. Ở đây nó hơi mờ một chút bởi vì nó đang ẩn đi, nó không cho người dùng bấm mà. Nó hơi mờ một chút. Rồi xong map design, bây giờ đến cái phần thứ ba, place and route, tức là đặt cối và chạy kết nối. Tranh thủ cái này lúc này nó đang dịch, tôi có nói thêm một chút với các bạn là thứ nhất là phải có cái bo nano bot cắm vào qua đường USB kết nối với máy tính thì mới có thể thực hiện được cái bước này. Cái thứ hai là để nạp thành công cho Daughterbot nào thì chúng ta phải cài cái phần mềm hỗ trợ cho Daughterbot đó. Ví dụ như ở đây tôi dùng Xilinx Spartan 3 thì ở trong máy tôi phải cài cái Xilinx ISE đã cài rồi, tôi đã cài rồi. Tức là Altium Designer chỉ là môi trường để thiết kế thôi, thiết kế FPGA thôi, còn để nạp cho cái FPGA loại nào thì chúng ta cần phải có cái thiết kế của hãng đó. Thì chúng ta lấy ở đâu? Thì cái đấy chúng ta trên máy thí nghiệm đã có rồi, các máy cài trên trường đã có rồi, hoặc là chúng ta có thể lên mạng ra đào về cũng được, dùng cái bản webpack đó, là bản miễn phí. Đây đang chạy cái bitgen, phân hình bitgen để tạo ra cái bit file. Cái file .bit ấy, chính là cái file để nạp ra này, nạp vào trong cái FPGA này. Ví dụ bây giờ chúng ta biên dịch xong rồi, chúng ta copy cái file .bit đấy, chúng ta copy đi đâu đấy, thì từ đấy về sau cái file .bit ấy là chỉ việc là nạp thôi, không cần biên dịch nữa cũng được. Đó chính là cái file ma máy của cái nền FPGA này. Successful. Bây giờ đang nạp, chúng ta nhìn thấy tiến trình nạp ở đây. Và chúng ta quan sát cái trên cái
cái mạch ban đầu nó chưa chạy gì, ban đầu chưa chạy gì, lý do là cái mạch của chúng ta là chúng ta thiết kế là phải có sự tác động vào cái chân ở đây thì mới chạy, chạy phía trái hay chạy phía phải. Đấy, sơ đồ, chúng ta quan sát lại cái sơ đồ. Bây giờ tôi cho nó chạy, đấy, bấm cái nút user 0, bấm nút user 0 là chạy từ trái sang phải. Đấy, các bạn thấy không, bộ đếm vòng xoắn mà. Đấy, thì nó lại đáp ứng đúng được cái bài toán đây. Là đây tôi chỉ yêu cầu là, trong yêu cầu tôi đang nêu là đếm từ từ phải sang trái, nhưng đây cái bài toán này chúng ta đưa ra là đếm, bước đầu đếm từ trái sang phải. Đây tôi đảo chiều lại, đếm từ đảo chiều chạy, đếm từ phải sang trái, tức là cái vòng số 1 bên trên này được đảo chiều. Đảo chiều là theo cái chiều ngược lại. Đấy, là bộ đếm vòng xoắn lại từ phải sang trái. Bây giờ tôi muốn dừng, tôi chỉ ấn cái nút gì ạ? Nút thứ 3. Đây, nút dừng chính là nút user 2. Đang chạy này, dừng. À, dừng lại, đó. Dừng, bây giờ muốn nó chạy tiếp, bấm nút chạy từ trái sang phải thì nó sẽ chạy từ trái sang phải, hoặc là bấm nút từ phải sang trái thì nó sẽ chạy từ trái, từ phải sang trái. Đó, thì đây là cái bài toán thiết kế cho FPGA mà trên cái nền Antium Designer thể hiện bằng phần cứng Nanobot 2. Nhưng trong môn VLSI chúng ta còn có thêm một cái phần nữa, đó là thiết kế toàn bộ cái này này, toàn bộ cái này bằng mã VHDL. Như vậy VHDL thiết kế như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ làm một cái bài toán ngắn gọn là có đầy đủ các bước, cũng có cả thiết kế cả mã VHDL. Thì tôi sẽ tạo một cái dự án mới, bài toán khác cho cái bài toán của VHDL. Đây, ví dụ thế. Ví dụ đây, nhớp nháy nét. Thì đầu vào chúng ta là quan trọng là có cái đầu vào này là cái sung clock. Và thứ hai là có cái nút bấm ở đây. Thì nói thật với các bạn về nhấp nháy led thì tôi đưa nút bấm ở đây để các bạn tương tác thôi, nhưng mà trong bài toán này có thể tôi chưa dùng chẳng hạn. Và tôi yêu cầu là cái led này cứ nhấp nháy, ví dụ thế. Hoặc là cái bài toán là dịch led. Cái bài toán như đang chạy trên này thì cũng có thể thể hiện trên sơ đồ này cũng được. Và cái này này là một, không phải là IC nữa mà là VHDL. Như vậy bây giờ tôi sẽ làm rất ngắn gọn thôi. Đấy, để thể hiện ra là nạp chương trình vào VHDL như thế nào. Bây giờ tôi làm cái dự án mới, cái chuột phải ở đây chọn config FPGA project, chọn new FPGA. Bây giờ tôi lại lưu vào thành là VHDL bộ đếm V có HDL. Đấy, và lại lưu ý là không có cái dấu cách. Đấy, bộ đếm VHDL đây rồi. Dùng vài con trên, ok. New schematic, vẫn có schematic các bạn ạ. Vẫn có schematic. Sau đó thì chúng ta mới đi thiết kế cái vỏ bên ngoài của linh kiện, đó là clock và led thôi. Thì tôi sẽ lấy ngay cái file bên trên, thì thứ tự thực hiện là vẫn như cũ. Thì tôi lấy cái clock này để tôi đỡ phải lấy thêm clock đây. Đấy, có clock rồi. Sau đó tôi mới vẽ, tôi lấy thêm cái led nữa. Tôi lấy cái led đây. Đấy. Sau đó thì đây là tôi có đầu vào ra. À, tất nhiên là cần phải có thêm một cái nữa.
là cái nút reset đây chẳng hạn. Copy. Đấy. Là như này thôi. Sau đó tôi mới làm đây, các bạn bấm vào đây, place sheet symbol. Bấm vào đây. Thì bấm phím tab để đặt tên cái design này là nhấp nháy như thế. Copy thì cái file name của cái mã này này, giả sử là tôi đặt là nhấp nháy cái dưới code chẳng hạn. Đấy. Rồi. Sau đó tôi đưa vào đây. Thì cái nhấp nháy này này là hiện nay chúng ta đang thiết kế một cái phần cứng mà. Chúng ta thiết kế phần cứng. Đặt chân vào đây. Thì cái chân ở cái đầu ra đầu vào chúng ta bấm phím tab. Và cái này là clock reset RST chẳng hạn. Là cái đầu vào input. Rồi, thứ hai là clock CLK. Clock tên cho các bạn đặt tùy. LED 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 từ 7 V0. LED là đầu ra. Output. Xong rồi. Bây giờ mình nối dây vào đây. Xong rồi. Nối dây clock vào đây. Nối dây vào LED vào đây. À xin lỗi các bạn, đây không thể nối dây đi được. Đấy, vì sao? Vì ở đây là bus mà chúng ta nối một dây thì không được, nhưng chúng ta phải chạy bằng bus. Nối bus vào đây. Đấy. Nhưng để mà có thể làm nhấp nháy được thì đầu ra đảo trạng thái đi và đưa vào đầu vào. Vậy thì ở đây tôi đưa một cái đầu vào đây. Tôi đặt thêm một cái chân nữa. Đó là đặt tên lên là led gạch dưới INP chẳng hạn, input chẳng hạn. Đấy, invert luôn và là đầu vào. Đầu vào. Thiết kế chân đây xong rồi. Sau đó thì tôi dùng một cái linh kiện là đảo. Đảo. Thì ở đây tôi chọn là invert nhưng mà lại có 8. Đây, invert 8 bit mà dạng bus. Cho nên tôi invert 8B. Chọn vào đây. Để đây. Nó sẽ nối tương ứng 1-1. Nối tương ứng 1-1 là cái invert. Rồi, đây U hỏi chấm. Không sao, các bạn có thể sửa thành U1 hoặc có thể là làm như lấy tùy. Đây U11, U12, U13, rồi U6 cũng sao. Hoặc chúng ta có thể là vào tool, vào for anode on schematic. Bấm vào đây để nó thay đổi tên tên của cái linh kiện đấy. U1, U3, U4, U5. Đấy, U2 đây. Xong, như vậy không thiết kế phần cứng chỉ có thế này thôi. Và bây giờ chúng ta đi làm phần mềm thì làm như này. Kích chuột phải vào cái vùng mà chúng ta muốn thiết kế IC này này. Kích chuột phải vào đây. Sheet symbol action và chọn create VADL file from sheet symbol. Cái này vô cùng quan trọng để tạo ra một cái file VADL mà các bạn không cần phải viết cái entity nữa, chỉ cần viết mã thôi. Bấm vào đây thì hiện ra một cửa sổ, trong đó có template rồi. Đây, entity đây, nhấp nháy code đây. Và có reset là đầu vào, clock, led, input. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể tối ưu hóa đi, có thể không cần reset, không sao. Đấy. Như vậy bây giờ cái mã nguồn tôi viết là cái gì? Bây giờ cứ mỗi một lần xung clock mà dao động thì tôi nhấp nháy cái này một lần lượt. Thì tôi là process cái gì? Process cái clock này. Để cứ mỗi lần thay đổi trạng thái của clock thì tôi làm begin end process chấm phẩy. Sau đó ở đây trong đây tôi làm là if cứ mỗi một lần xảy ra sự kiện clock thì tôi lại là đảo cái trạng thái của led đi lần.
X. Cái clock bên này, copy clock nháy một cái nhá. Event, các bạn thấy cái dấu đậm đậm là được. And à, clock này bằng bằng một, ví dụ thế là tôi cho nó là nếu như clock lên này xong lại lên này thì là đã một lần. Gen xuống đây, and if chấm phải. Việc công việc bây giờ của chúng ta cực kỳ đơn giản là gì ạ? Đảo đầu ra đã đảo bằng phần cứng rồi, đưa vào đầu vào, đọc đầu vào lấy xuất cho đầu ra, thế là thành nhấp nháy. Còn tất nhiên cho mỗi một bài là khác nhau nhé, chứ không phải là bài nào cũng như bài nào đâu. Đấy, đó là let, lấy trạng thái của let input chấm phải, xong rồi à, lưu lại control S, nhấp nháy code vẽ đây là tốt. Ồ, ghi vô lết vô đếm vẽ thì là ở gì cả nó rồi, ghi cái này lại vô đếm vẽ đây là có, xong rồi. Bây giờ chúng ta dịch thử cái này xem là có lỗi gì không, vào bộ giấy đó, compile document nhấp nháy gạch dưới code mà các bạn nhìn thấy cái message ở đây là successful là xong rồi. Xong như vậy bây giờ chúng ta mới ra cái bộ giấy này, chúng ta dịch cái bộ giấy này kích chuột phải vào bộ giấy, compile, bấm à, bây giờ mới sinh ra lỗi là missing child code in. Các bạn ạ, lúc nãy chúng ta làm là không đồng bộ, không đồng bộ vì là cái nhấp nháy code chúng ta tạo ra chúng ta chưa lưu trong chúng ta lại làm. Đấy, bây giờ tôi để làm này, tôi copy cái đoạn này tôi vừa viết mà, tôi copy đoạn này tôi tắt nó đi. Đấy, tôi tạo ra, tôi remove cái này đi, xin lỗi các bạn vì lúc nãy là tôi làm hơi nhầm tí, nhưng đấy cũng là một cái bài học. Đấy, không được mà bây giờ tôi phải dịch cái này đã. Ô giấy compile sheet 1 không có lỗi nè, tôi cứ chuột phải vào đây, sheet invoice, create sheet invoice from, sau đó tôi mới lập trình xong ghi lại luôn, tức là ghi trước ghi sau. Đấy, đây nó không có lỗi gì mới được. Compile sheet invoice xem lỗi gì nhá, missing child sheet. Không có, không có ở đây. Vậy thì chúng ta phải kích chuột phải, à, kích nháy vào đây, bấm vào đây để chọn cái child sheet đây. Tức là gì ạ? Tức là kích đúp vào cái này để nó hiện ra cái bảng này, bọn chọn cái child sheet đây, bấm đây, ok. Ok, sau đó chúng ta biến dịch lại FBJ bộ giấy đây rồi, biến dịch lại, à không có lỗi gì. À, vậy là chúng ta cần phải chọn kích vào đây, sau đó chọn trái chip đấy, phải lên mà. Rồi, sau đó cứ xê vào rồi chắc ăn. Sang đây, sang đây thì các bạn nhớ là này, có nhiều bộ giấy đang mở ở đây thì chúng ta phải chọn ở đây cho nó đúng. Bộ đếm ở đây là đây rồi. Đây, đang dịch đây rồi. Bấm nạp. Đấy, đại quá trình này như vậy. Lại mất một khoảng thời gian nào. Chúng ta cho hiện cái message lên để nhìn cho nó dễ. Đấy, running vision đấy. Thế mà tí nữa vào đây nhấp nháy là chúng ta thành công.
Trong quá trình chờ đợi này một chút thì tôi có thể là nói với các bạn qua một chút về cái cuốn mà các bạn bắt buộc phải chuẩn bị. Tức là ở trong cái bài thực hành thí nghiệm này thì tôi đã đưa ra đầy đủ tất cả những cái bước mà tôi làm ở đây rồi. Các bạn có thể đọc ở nhà trước đấy, hoặc là xem cái video clip này trên mạng giới thiệu dụng cụ thiết bị thực hành thí nghiệm đấy, trên này nó là cái gì, phân nhóm thí nghiệm ra sao, thực hành thí nghiệm như nào, các tiến trình lấy linh kiện như thế nào, tạo linh kiện như thế nào đấy, từng bước làm cái gì, biên dịch như nào, mã như nào, những cái linh kiện này tên là gì, nằm ở thư viện nào, số lượng bao nhiêu đấy, sắp xếp linh kiện như thế nào, là tôi đã làm xong rồi đấy. Và các bạn sẽ lấy cái này làm cơ sở để các bạn đọc trước. Và bên cạnh đó các bạn cái phần số liệu ghi chép ấy, chuẩn bị của sinh viên ấy, là các bạn cũng cần phải chuẩn bị trước ở nhà đấy, phần chuẩn bị của sinh viên. Các cái bài báo cáo của các bạn sẽ được làm thành một cái bản khác đấy, chứ không phải là làm lại như thế này rồi báo cáo đâu. Bởi vì đây chúng ta là phần số mà, cho nên đây là các cái bài nhấp nháy nét này, dịch nét này, rồi nhấp nháy từ trái sang phải, rồi bấm nút thì nhấp nháy vân vân đấy. Thì các bạn có thể làm trước ở đây. Đây nó nạp xong rồi đây. Đây đã FPJ đã nạp thành công rồi đây. Đây các bạn nhìn thấy bài toán chúng ta là bài toán nhấp nháy mà cốt bằng VHDL đấy. Như vậy là bài hướng dẫn của tôi về thí nghiệm mà VLSI đã thành công. Dựa trên cái video clip này các bạn nghiên cứu trước, sau đó thì các bạn sẽ thiết kế là các mạch hoặc cái mã cốt lập trình VHDL trước trước khi đi đến cái buổi thí nghiệm, để giáo viên hướng dẫn có thể hướng dẫn các bạn thí nghiệm thao tác lại để cho thành thạo. Và đến phần đa là chúng ta có thể làm trước ở nhà được đấy, thông qua phần mềm thôi các bạn có thể làm được cái này. Tôi xin chúc các bạn là thí nghiệm thành công. Chim nói đến rác cổ rồi. Bảo là đấy là em đứng hai cái quạt không nghe. Đứa nào còn hiểu thế không biết được. Mình cơm ra cũng giúp lấy điện thoại. Ôi dồi, bạn cần nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa.